Bài học đầu tiên, nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Nhưng một đời người mà sanh ra, như hồi nãy thầy nói, cũng như Đức Phật đã nói, được thân người là khó, mà gặp được chánh pháp để tu tập làm chủ bốn sự đau khổ là khó hơn. Nếu chúng ta xem thường nó thì chúng ta đã phí bỏ cuộc đời của chúng ta làm người. Chắc gì mấy con lên làm người mà mấy con không cái suốt cái thời gian mấy con làm người mà được lớn như mấy con đang ngồi trước mặt thầy, thì mấy con đã làm biết bao nhiêu sự vô tình trong cái ác pháp không? Đi cũng quên, đạp chết cũng kiến, phải trả nghiệp đó. Chứ mấy con không tránh khỏi đâu. Mà trong khi nhỏ các con chưa hiểu biết, nhiều khi các con làm rất là nhiều tội. Thầy thấy một đứa bé mà cha mẹ không dạy, nó thấy kiến nó lấy chừng nó chà nó đạp nữa. Nó tự nhiên nó đâu có nghĩ đó là ác pháp đâu, nhưng mà nó nghĩ trong đầu nó là những con kiến này sẽ cắn nó nè, cho nên nó sợ nó giết chứ có gì đâu. Cho nên khi mà hiểu Phật pháp rồi thì mấy con dạy, con muỗi á nó cũng biết đói mấy con. Chúng ta sợ nó cắn thì chúng ta giăng mồm, nhưng mà giăng mồm á đừng có rọi đèn vô mà ở những con muỗi mà còn kẹt trong mồm mình á, dỗ đập cho nó chết. Cho nên vì vậy đó, nó cũng có con muỗi, nó cũng có vợ có chồng có con cái, lỡ con muỗi mẹ nó chết thì nó bỏ con nó sao? Mình xét thôi, mình cũng phải thương chứ. Do mình suy nghĩ như vậy thì mình mở cửa mồm ra, mình đuổi nó ra để nó đừng cắn mình, tức là mình sợ cắn. Chứ mình bố thí chút máu có ăn thua gì, nó còn có cái duyên mình tạo thêm cái phước của mình chứ, chết chống gì. Nếu mấy con không có bệnh sốt rét thì bây giờ đưa vô rừng mấy con nằm trong rừng cũng không bệnh sốt rét, mà có sốt rét cũng có người trị mấy con. Mấy con cũng không có chết đâu mà sợ, nghĩ mấy con đâu có chết thì mấy con sẽ có thuốc mấy con trị. Còn bây giờ cái nghiệp mấy con chết vì sốt rét đó, bây giờ mấy con ở nhà đi, mấy con đóng cửa, mấy con ngủ mùng đi, mai mốt con cũng sốt rét chết à. Nhân nào quả nấy mà. Cho nên vì vậy đừng sợ trong cái vấn đề đó, mà mình sợ mình có làm thiện hay là có làm thiện hay làm ác được không. Cái cuộc sống của chúng ta mà cái nhân quả nào thì phải trả cái nhân quả nấy, nhân nào quả nấy. Cho nên trong cái sự tu tập thì theo thầy thuyết nghĩ, mấy con nên tập từ căn bản đi vào, từ căn bản đi vào. Hằng ngày chúng ta biết rồi thì chúng ta chuyển sang cái tri kiến của chúng ta để xả bằng cái tri kiến nhân quả. Người ta chửi mình thì mình nghĩ đây là nhân quả có duyên. Hồi đó mình chắc có lẽ là chửi ông này dữ lắm, bây giờ mình gặp lại thì ông này cũng chửi mình, có gì mình phải buồn, vui vẻ mà trả nghiệp đời trước đi. Thì lúc bây giờ mình còn giận ông ta nữa không? Hết giận, bởi vì mình hiểu nhân quả, phải không? Do đó từ cái hiểu đó nó làm cho mình được sự giải thoát. Hoàn cảnh gia đình mình, đứa con ngủ nghịch, nó nói, mình dạy nó không nghe, nó cứ ham chơi. Thì mình có bổn phận, mình làm mẹ hay làm cha thì mình khuyên, chứ không được đánh nó. Tức quá mình cứ tát đầu nó hoặc là mình gây mắng nó, thì cái nghiệp của mình trả thêm cái quả là làm ác. Đánh nó đau thì tức là mình tránh khỏi cái bàn tay đau của mình đánh nó không, mình sẽ bị trả đó. Cho nên không nên đánh mà nên có lời khuyên. Mình khuyên nó nghe hay không nghe đó là cái quyền của nó, quyền của nó. Nhưng làm mẹ làm cha thì không thể thấy con mình bê tha như vậy được, cho nên mình cố gắng mình thuyết phục nó, mình nhắc cho đến khi nào nó trở thành người tốt thôi. Mà nó còn xấu thì mình cứ nhắc mãi, nhắc mà không đánh, nhắc mà vui vẻ, nhắc mà không tức giận. Nếu mấy con thấy con mình nó sai rồi mình cứ đâm ra tức giận buồn phiền, tức là mình bị nhân quả chi phối. Mình phải hiểu được sự đau khổ của mình, sự tức giận của mình là ác pháp, mà tức giận con mình thì mình hiểu nhân quả để tâm mình nó cỡ mở, nó đến nó đòi nợ mình đây. Tại sao có đứa con nó dễ dãi, nó ngoan, nó hiếu, nói đâu nó nghe, nó không có cãi mình, còn sao đứa này nó lại vậy? Thì đứa đó nó nợ mình, nó đến đây nó trả cho nên nó hiếu hẳn. Còn đứa này mình nợ nó cho nên nó đến đây nó phá, nó làm cho mình tức giận nó. Vậy mình đừng tức giận. Thì lúc bây giờ mấy con hiểu được nhân quả, mấy con không tức giận thì mấy con đã xả được tâm. Mà xả được tâm thì mấy con dùng cái thiện pháp, cái lòng thương yêu của mấy con với cái không tức giận, với cái không đánh, không mắng chửi nó, thì nó chuyển cái nhân quả của mấy con. Ít hôm thằng nhỏ này nó sẽ trở thành một đứa con ngoan. Có còn mấy con đánh riết nó coi, nó lén lút nó còn đi chơi mà nó cách thức nó lại giấu giếm mấy con nữa. Chừng mà nó đùng một cái là mấy con thấy trời ơi, bây giờ mày viện gặp cái kiểu này thôi chắc tao chết, có phải không? Mình đánh riết con nó lén, nó hút lén tới chừng mình hay được nó trở thành con nghiện. Cái đó là tại mình xui nó đi hút lén như vậy.
Cho nên vì vậy mình thương nó mà coi chừng mình là hại nó, mình đưa cái nhân quả của mình để đến chỗ khổ cho chính bản thân mình. Cho nên ở đây thì thầy dặn mấy con lúc nào cũng để cái tâm mình bất đồng, thanh tạng an lạc vô sự trước cái nhìn của mình, nhìn nhân quả, nhìn nhân quả của mình. Đó là cái thức học đầu tiên. Mặc dù hôm nay mấy con là tu sĩ, nhưng mấy con chưa có đủ căn bản của mình để đi vào thiền định, thì ít ra mình cũng phải xả tâm mình bằng cái tri kiến giải thoát của mình. Bởi vì người nào cũng có tri kiến giải thoát, tại vì cái tri kiến của mình là cái tri kiến hiểu biết đó, nó chưa có nằm ở trong cái phương pháp cách thức giải thoát. Cho nên đạo Phật ra đời mới dạy chúng ta nó năm cái giới luật. Năm cái giới luật của Đức Phật là năm cái đức nhân bản, thì mình phải học năm cái đạo đức nhân bản này. Còn nói giới thì mình nói nghe là giới cấm sát sanh. Mình tu theo đạo Phật thôi, đừng sát sanh, ăn chay thôi chưa đủ, tại mình không hiểu. Nó là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu, chứ không phải do ăn chay để mà làm Phật, do ăn chay mà để mà giải thoát, không phải đâu. Mà nó dạy cho mình cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu. Thương yêu như thế nào? Chính có sự thương yêu thì mình có tha thứ. Mình có tha thứ thì tâm mình nó mới an ổn. Cho nên vì vậy mà mình cứ nghiêm chặt ở trong lòng của mình thì mình làm sao mình tha thứ. Cho nên mình thương yêu là tha thứ. Mình nghĩ rằng cuộc đời ai cũng phải có những ác pháp mà người ta lầm, người ta không hiểu, người ta mới tạo cái ác pháp đó. Cho nên vì vậy đó, mình vui vẻ mà thương yêu tha thứ. Có cái dịp thì mình trợ giúp cho họ, có cái dịp thì mình khuyên lên, chứ đừng bỏ mặc. Đừng bỏ mặc. Mặc dù là người xa lạ, người xa lạ, nhưng có duyên thì mình độ. Mà không duyên á, mình lại khuyên họ coi chừng họ kiểu mình. Mình phải biết cái duyên, cái nhân duyên nó hợp. Cái anh này anh làm những cái điều gì đó, bây giờ anh thọ cái quả khổ, cho nên anh đến anh tâm sự với mình lắng nghe, mình chịu khó lắng nghe, đừng nói gì hết, để rồi anh nói hết những cái sự đau khổ. Tức là anh buông xuống bằng cách là cho mình gánh khổ ảnh, cái đau khổ của ảnh, thì mình chấp nhận. Tại vì cái nhân duyên mà mình chấp nhận, ngồi nghe xong rồi mình khéo léo thì mình đem một cái ví dụ. Hôm đó tôi có thằng con cũng giống như anh vậy đó, nó cũng sống vậy đó, mà tôi khuyên nó giờ nó đàng hoàng lắm. Mình nói con mình thôi, nhưng mà ông này nghe có lý. Rồi nói anh khuyên nó sao mà nó thắng được cái nguyện gặp như vậy. Tôi bảo nó như thế này, cho nên từng lần lượt nó tự giác và nó nỗ lực, tôi chỉ phụ giúp nó thôi. Nhưng mà cuối cùng là nó thoát ra cái cơn nghiện. Thì cái ông này thấy ông cũng muốn cai nghiện không chứ gì, nhưng mà nghe nói mình có lý, thì do đó ông về ông nói với gia đình ông á, bây giờ gia đình phải giúp tôi để mà cai nghiện cái này mới được. Cũng như cái ông bác ông chú gì đó, ông chỉ cách ông giúp con ông vậy. Thì bây giờ ông này ông nói với vợ ông, hoặc là nói với con ông, hoặc nói với cái người thân của ông giúp đỡ ông trong cái phần này. Khi mà nó bị lên cơn vậy đó, thì hãy cần phải trói tôi như thế này, thì như vậy thì mới cứu tôi được. Thì như vậy là rõ ràng là ông đem về những cái điều đó, thì gia đình ông cũng không bao giờ muốn cho ông bị bệnh như vậy, bị nghiện vậy, cho nên họ sẵn sàng giúp. Không ngờ những cái điều kiện mình đem ra, mình giúp cho những người khác như vậy, đó là cái điều tốt. Ở đời mình đừng bỏ ai hết, khi có nhân duyên gặp nhau thì mình giúp đỡ. Bây giờ thầy nói như thế này, nhân quả như thế này, tại sao mà người ta đi ngang qua chỗ đó xe không đụng, mà mình đi tới đó xe đụng, cái người đó họ té xuống họ máu đổ rầm rầm, những cái mình nhìn qua cái mình bỏ đi luôn, mình khéo mình vô đây cảnh sát nó điều tra hỏi mình à. Không, mình đừng có làm cái chuyện làm ngơ như vậy được. Tại cái duyên nhân quả của mình, đúng lúc mình đến đây mà cái người này bị xe đụng, thì bất cứ mình không có đụng người ta thì mình đừng có sợ công an nó làm khó dễ mình, mà mình phải ôm người này đón xe, hoặc là nhờ người khác chở đi vào nhà thương cứu trợ cái người này đã, để cho cái người này người ta giảm cái sự đau khổ nhanh chóng, gì nào tốt thì nấy. Còn cái chuyện về sau thì nhân quả nào thì chúng ta sẽ giải quyết nhân quả nấy. Người ta có nghi mình đụng cái người này thì mình sẽ nói, mà người ta không nghe được thì mấy người nghĩ như thế nào, thì đây là cái nhân quả tôi bắt tôi bồi thường. Tôi sẵn sàng trả cái nhân quả, nhưng mà sự thật tôi không đụng nhưng mà điều kiện hoàn toàn bắt tôi nói đụng thì tôi không chấp nhận cái điều đó. Nhưng trước cái hoàn cảnh khổ của người này thì tôi sẵn sàng giúp, tôi sẵn sàng bỏ tiền để tôi giúp cái người bất hạnh trong cái hoàn cảnh nghèo này, không đủ tiền đến nhà tôi sẵn sàng giúp. Nhưng tôi không làm cái điều này. Ai làm mà bỏ chạy thì cái người này chịu trách nhiệm, chứ không phải là tôi làm mà tôi không tôi chối tôi
không chấp nhận. Cho nên cái mình làm thì mình chấp nhận, cái không làm không chấp nhận. Có vậy thôi, thẳng thắn, mạnh mẽ, không sợ trước cái uy lực của người nào hết. Không ai áp buộc mình được. Đó, mình phải mạnh mẽ, mình phải cứng rắn đàng hoàng. Tôi dối tôi, nếu mà tôi đụng người này mà bị vậy đó, mà tôi dối tôi có tội. Lương tâm tôi biết, trời biết, đất biết, tôi biết chứ còn ai biết hơn. Mình làm cái gì dối thì rõ ràng là đất biết, tại chỗ đó nó xảy ra, mình đứng trên đất. Mà ở trên cái không gian thì là trời. Thì đất biết, trời biết, tôi biết, hoàn toàn mấy người không biết. Nhưng mà tôi làm tội thì tôi biết tôi phải có tội chứ, còn tôi không làm mà bây giờ mấy người bắt tôi nói tôi có tội thì tôi không chấp nhận, tôi không có làm. Có vậy thôi. Nhưng mà có người biết, trong đó là cái người thứ nhất là tôi nè, phải không? Tôi có làm tội tôi phải biết tôi chứ ai vô đây được. Tôi ăn cắp thì tôi biết tôi ăn cắp, chứ còn người khác biết tôi được sao? Cho nên cái người mà biết chính là tôi là người thứ nhất. À, cho nên vì vậy mình không sợ cái điều đó đâu. Tôi làm tôi chịu, mà tôi không làm đừng nói tôi được. Đời thì giả dối, người ta làm người ta tránh né, người ta nói không làm, cho nên buộc là người ta nghi mình là phải, mà mình không làm thì nhất định là không chấp nhận. Có vậy thôi, thẳng thắn, mạnh mẽ, gan dạ, không hề sợ những cái quy luật vào gì hết. Các con thấy khi một người mà làm cách mạng, người ta bị bắt, bị tra khảo, bị tù tội để khai báo chỗ này kia, nhất định là người ta chết, chứ người ta không bao giờ khai báo những cái cơ sở làm của người ta. Các con thấy không? Như vậy đất nước người ta mới giải quyết được chứ, mới thống nhất được chứ, mới đuổi giặc được chứ, còn cỡ mà đụng đâu mà khai hết thì chắc chắn là chết cả đám nhau, lấy gì mà giải phóng đất nước. Các con, bởi vì mình có cái tinh thần thật sự, cái đúng và cái sai.
Phật Bà